Chào mừng tất cả các bạn trở lại với lãnh địa Samsung luôn. Dưới tay của mình là hai siêu phẩm luôn. Blackwell nha anh em, con này có máy chiếu nha. Và con này là CAT S48C. Bữa nay mình sẽ quay chi tiết test độ bền hai em này cho anh em coi luôn nha. Cái Blackwell này là còn mới luôn nha anh em. Máy mới luôn nha. Đây, chưa qua sử dụng luôn. Mình mới vừa lấy ra để test cho anh em coi luôn nha. Đó, đầu tiên là để trên này cho rớt xuống nha anh em. Đây, 1, 2, 3. Đó, rơi rớt ở độ cao này là 2,5 m nha. Độ cao nha anh em. Thì hai em này, đây, em cáp này thì bể màn rồi nha. Nhưng mà cảm ứng còn ok nè anh em. Lưới còn ok nè. Con cáp này mình để đến em luôn. Chỉ có 600 cành thôi nha. Còn đây, em Blackwell này thì nói chung là rơi rớt ở độ cao rất cao, nhưng mà bình thường như mới nha anh em. Đây, màn hình còn vuốt mượt mà luôn. Này là khui siêu ra cho anh em coi luôn nè. Mới cáo luôn nè, màn hình không có bị gì hết nha anh em. Có máy chiếu luôn, con này mình để đến em luôn. Chỉ có 3 củ là sở hữu được nha. Anh em nào cần liên hệ trực tiếp, không ship nha anh em.